Chào, các bạn lại trở lại với kênh của mình. Như các bạn đã biết, ở cuối các video của 1977 Vlog đều có cái kết liên quan đến các siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel. Hôm nay các bạn cùng mình điểm lại những siêu anh hùng có quan hệ với các nhân vật trong văn học Việt Nam nhé, bắt đầu thôi. Nói về các siêu anh hùng, thì các thành viên của 1977 Vlog khẳng định họ là fan cứng của Marvel. Trong bài phỏng vấn của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, nếu được hóa thân vào các nhân vật của Marvel thì họ muốn trở thành Văn Tân muốn tiêu diệt cả thế giới với hóa thân là nhân vật Thanos, nói vui, là tuy nhỏ con nhưng dạ tâm anh rất lớn, hi hi hi. Trung Anh thì muốn trở thành Captain America, vì anh ấy là người đẹp trai, và là người trung tình. Còn riêng Việt Anh thì thích hóa thân thành Loki, vì có thể sống theo cách riêng của mình, không cần phải tuân theo một nguyên tắc gì, còn có thể biến hóa không ngừng. Trong video đầu tay, cậu Vàng sau khi bị lão Hạc bán thì không biết số phận như thế nào, nghe người ta kể rằng cậu Vàng được một bác sĩ người Nhật cứu sống, và đổi tên thành Hachiko, nhưng cũng có người thấy nó đi theo một ông Tây, tên là John Wick. Đây là bố tôi. Đây là mẹ tôi. Và kết quả tình yêu của họ. Video vợ chồng A Phủ tự nhận mình là con báo đen to nhất vùng, và ở cái đoạn kết của video, A Phủ đã đặt tên cho những vùng đất chưa được đặt tên là Wakanda, không còn nghi ngờ gì nữa, A Phủ chính là chiến binh báo đen Black Panther bá đạo đây mà. Trong chị dậu Perody, cơ trưởng Nguyễn Thị Tý, tốt nghiệp tại Đại học Bôn Ba, làm điệp vụ hai mang tại băng tổ lái phái đua xe, loading đến 99% sau khi lớn lên chính là quá phụ đen Black Widow. Kết video sống mòn, giáo án lửa thiêng. Thầy giáo thứ vì đã lỡ đánh học trò nên cảm thấy tội lỗi và không thể cầm phấn dạy học được nữa, và tìm đến một nữ thiền sư ở Nepal để chữa trị đôi tay, khiến ta liên tưởng đến siêu anh hùng Dr. Strange ngay. Trong đoạn cuối hai video vợ nhặt và chiếc lá cuối cùng thì ta có thể biết rõ anh chàng chính là Captain America đẹp trai, sáu múi và trung tình nhé các bạn, và cái khiêng có sức mạnh hủy diệt của Captain chính là cái mâm ăn cơm của nhà mình, thảo nào mình tìm hoài không thấy bấy lâu nay hi hi hi. Chúng ta đã có Captain America ở Việt Nam thì chắc chắn phải có người bạn thân của anh ấy lúc còn nhỏ chính là chiến binh mùa đông Bucky Barnes, và điều này được thể hiện rõ ở cuối video chiếc lá cuối cùng của 1977 Vlog. Theo thường lệ, cứ đến phần cuối các video của 1977 Vlog là xuất hiện các siêu anh hùng của Marvel, không ngoại lệ ở video hai đứa trẻ, thì hai chị em nhà Liên, An chính là cặp song sinh nổi tiếng Scarlet Witch và Quicksilver. Và gần đây nhất trong video chiếc thuyền ngoài xa, anh chàng phóng viên Phùng Tài Hoa định đi đường quyền với anh chồng Vũ Phu, nhưng với một hit đã băng bột chính là anh chàng người nhện Spider-Man Peter Parker nhé các bạn. Đúng là không hổ danh 1977 Vlog cả nhà nhỉ, với những video ngắn mà cập nhật tình hình trên trời dưới biển, tin tức thời sự nóng hổi, lại lồng ghép vào các câu chuyện thú vị về các siêu anh hùng nữa đấy. Các bạn thử đoán xem nhé, thời gian tới các siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel là ai trong những tác phẩm văn học của Việt Nam mình nhé. Video mình kết thúc tại đây, các bạn hãy like, đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông giúp mình có động lực tạo ra nhiều video hay hơn nhé. Xin hẹn gặp lại!